Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại của âm R, đúng không? Nguyên âm đôi thì chúng ta chỉ cần lưu ý một điều, đó là chúng ta đọc gì? Dài hơn âm đôi của Việt Nam và gì? Sâu hơn hoặc là sâu hơn hẳn âm đôi của Việt Nam, đúng không ạ? Rồi, chúng ta cùng nhau tập lại âm này, không phải ao cá của Việt Nam mà là gì cả lớp nhờ, còn nhớ không? Rộng miệng ra xong đến chữ U trụ lại, đúng không? Bắt đầu làm nhá. R. Các bạn đặt tay lên họng thì nó sẽ sâu hơn. R. 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 Rồi, xin mời vào từ. Car. Rồi, tiếp theo ạ. How. Tiếp theo ạ. Now. Now. Rồi ạ. Cloud. Cloud. Đẩy chữ D vào trong bởi vì âm này là âm D ở cuối. Quay lưỡi ở trong nè. Đẩy vào trong. Cả lớp đọc lại nào. Cloud. 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 Tiếp ạ. Out. Out. Flower. 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 Sâu ở trong như là tay họng này nó sẽ sâu hơn này. Flower. Flower. Các bạn thấy cái âm ao nó sâu hơn âm ờ không? Đúng không? Cô đọc nha, nghe này. Flower. Đấy, âm ờ nó rất ngắn và nó gì ạ? Nó ra ngoài, đúng không? Còn âm ao nó rất sâu, cả lớp đọc lại nào. Flower. Rồi, rất tốt đấy. Có một số bạn nào đọc giọng họng tốt đó. Cô không không biết là của bạn nào, vì đọc nhiều nên là có những bạn họng tốt cực luôn. Đấy, như thế là rất là ổn. Tiếp ạ. Bờ hơi mí môi lại này. Bow. Bow. Rồi tiếp theo nhá. Ơ thì nó lại 50% nhưng mà ơ out around thì âm out nó sâu ở trong và chữ đờ gãy trong này. Được chưa? Cả lớp đọc nhá. Around. 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 Rồi ok, tiếp theo ạ. Bờ mí môi lại ạ. Brow. 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 Rồi tiếp theo ạ. County. 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 Thấy không? Âm cao nó sâu ở trong chứ không phải county đâu. Cô có nghe thấy cô đọc county không? Không đúng không? Nó sâu này. County. County. Đấy, cái âm y ngắn là chúng ta ngắn chấm dứt ngay nhá. Được chưa? Chỉ chứ không phải ti đâu nhá. Được chưa? County. County. Rồi, rất tốt. Ok. Tiếp theo ngôi nhà không đọc how luôn nhá. Sâu này. House. 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 Tiếp ạ. À. Phở môi lên răng này. Fountain. Fountain. Môi lên răng. Fountain. Fountain. Rồi, tiếp theo ạ. À. About. 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 Tiếp ạ. À. Tower. 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 Rồi, very good. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang âm tiếp theo nha. Là âm này. Còn nhớ đọc cái âm này không? Cả lớp đọc xem nào. Tự đọc đi xem nào. E. E đâu mà e? E. Đúng rồi. E. Đúng rồi, đọc đi. E. Đúng rồi, đọc đi ạ. E. Rồi, đúng rồi, kéo dài nó ra này. E. A. Âm này 50% họng thôi đúng không? Nhưng quan trọng âm A chúng ta không phải A mà là kéo dài đây này. A. 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 Đúng rồi, very good. A. A. Rồi, rất tốt. Rồi vào từ nha. Gate. Gate. Rồi, pờ mím cái môi lại, g thụt cái lưỡi, thụt lưỡi lưỡi lại nha, thì âm g ra chuẩn, nó phải là không phải là g mà là g. Bây giờ vào từ này. Gate. Gate. Đấy, âm A đấy, nó chỉ hơi thả dấu sắc một chút thôi nhưng không thẳng dấu sắc ở đâu. Gate. Gate. Rồi, pờ mím cái môi lại này. Paper. Paper. Đấy, thấy âm A nó dài gấp đôi nguyên âm ơ chưa? Dạ, không phải đọc paper. Paper thì A mới ở vào nhau rồi, đúng không? Mà kéo dài âm A thì này. Pờ mím môi lại này. Paper. Paper. Đấy, đọc nó phải như thế. Tiếp theo này. Eight. Eight. Số 8 đọc thế không phải S đâu nhá. Bây giờ không đọc ngắn như thế mà dài này. Eight. Eight. Tô mày. Ngồi dậy. Tiếp này không đọc letter nhá. Bây giờ không đọc thả dấu sắc như thế mà âm A thành âm E là hỏng. Bây giờ đọc này. Later. 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 Rồi, very good. Tiếp theo ạ. Late. Late. Late.
Pờ mím cái môi lại này, sờ đầu lưỡi chân răng này. A và R, âm sờ là sâu trong họng nhá. Dạ. Potato. Potato. Ấy âm A và âm O các bạn thấy độ dài nó bằng nhau không? Độ dài bằng nhau nhưng âm O nó sâu hẳn vào trong bởi vì nó là 100% họng mà. Đúng không? Rồi cả lớp làm lại nào. Potato. Potato. Ờ hơi mím cái môi lại nhá. Potato. Potato. Rồi, very good. Sang âm tiếp theo. Không đọc hết nhá mà đọc là gì nhỉ? Hate. 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 Tiếp ạ. Nation. 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 Rồi. Tiếp này, mờ hơi mím cái môi lại còn nhớ khẩu miệng của mờ không? Đúng rồi, chữ tờ đầu lưỡi chân răng nhá. Mate. 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 Tiếp nhá, từ này không đọc preparation đâu nhá. Được chưa? Pre này, pờ mím môi này. Pre này, per này. Ray, shun, cong môi. Shun, cong môi. Được chưa? Ray, ray kéo dài ra. Ray, shun. Được chưa? Mà ray nhận trọng âm, nhớ chưa? Đọc nhớ trọng âm nó thả vào đấy một tí. Ở lớp đọc này. Preparation. 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 Rồi nhanh thì nó sẽ đọc như này. Preparation. 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 Bây giờ cái y và cái o nó rất ngắn nhưng âm a và shun các bạn thấy nó dài không? Bởi vì nó là âm o đôi mà, đúng không? Shun. A là âm đôi, chưa? Còn shun thì nó ngắn nhưng mà nó cong môi. Shun. Chưa? Ok. Rồi tiếp theo ạ. Không đọc là cái đĩa, không đọc là plate đâu nha. Mà đọc kéo dài nè. Plate. Plate. Bờ hơi mím môi lại này. Không l đầu lưỡi chân răng. Plate. 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 Chưa? Phát âm này nó quan trọng lắm. Các bạn học được phát âm ấy thì nghe nó dễ hơn rất nhiều. Các bạn tin không? Bạn nhà cô bây giờ đấy lớp 1 đến lớp 2 rồi. Nhưng bây giờ nghe tất cả video của các bạn bắt đầu vào cơ bản rồi nhá. Nghe video nó chỉnh được cho hết rồi đấy. Nó chỉnh được hết phát âm cho các bạn ấy. Lớn bé gì nó chỉnh hết. Nên là cô cứ check phần video cho các bạn, là cô check các bạn ấy tính từ nào mà sai ấy là bạn đọc lại cho đấy. Đấy, mà khả năng nghe của bạn ấy bình thường, cô thì bắt đầu lên lớp 1 bạn chẳng cái gì tiến triển cả. Bạn học tiếng Anh ấy nó rất bình thường. Nhưng đến bây giờ các bạn biết không? Hôm nay nó học cái bài của các bạn lớp 5, cái quyển flyer của các bạn lớp 5 ấy, lớp thầy Romeo dạy. Bạn ấy nghe, tức là bạn nghe có một lần này. Một lần thôi, bài nghe rất khó, nghe một lần thôi mà bạn đã làm đúng hết sạch luôn. Mẹ không tham gia cái gì luôn. Thế mà các bạn lớp 5 nghe 3 lần còn chưa làm được. Tức là nghe video đấy 3 lần luôn còn thầy hỏi nó không làm được mà bạn nghe một lần bạn tiền sạch luôn à. Đấy. Lớp 1 lên lớp 2 đấy các bạn ạ. À, quyển flyer là cái quyển để thi Cambridge ấy. Có đơn giản đâu. Đấy, thì ra phát âm bạn rất là chuẩn. Tức là phát âm của bạn ngay từ đầu rồi nó đã rất ok rồi. Thế nên là khi khả năng nghe nó phản xạ nhanh lắm. Bây giờ khả năng nghe nói của bạn ấy đấy, rất tốt. Viết thì hơi yếu một tí. Bây giờ cô đang tập cho bạn viết chữ nhiều. Tức là để mặt chữ bạn biết ấy. Mặt chữ bạn ấy còn chưa quen. Thực ra là tiếng Việt bây giờ đọc còn dư sõi mà. Tiếng Việt bây giờ đọc còn chập choạng. Sai đây. Chứ nói vào tiếng Anh. Đúng không? Nhưng mà cô đang cho bạn tập viết nhỉ? Đấy, phương pháp của bạn đọc cô chả dạy đâu, ra chỉ hỗ trợ bạn tí thôi, cô soạn thêm mấy cái giáo trình cho bạn tự học, cô soạn cái mấy quyển tập viết chữ cho bạn ấy, bạn tự học thôi, chứ còn cũng chả phải dạy chứ, cô chả dạy bao giờ, gần như chả có thời gian để mà dạy, tự học hết, tự làm. Đấy, nên là cái phát âm chuẩn lắm, cái phát âm chuẩn quan trọng lắm. Nên các bạn nhỏ thì các bạn học phát âm nhanh, nhưng mà mình học nó sẽ lâu hơn một chút, bởi vì là mình thành thói quen mất rồi, bây giờ mình phải rèn thói quen. Như các bạn ấy là bây giờ tập để thành thói quen. Thế các bạn nhỏ bây giờ tập là thành thói quen luôn. Nên là bạn không cần phải rèn luyện cái gì cả. Hiểu không ạ? Như chúng ta thì bây giờ thói quen khác rồi. Bây giờ chúng ta phải rèn luyện thói quen khác thì nó khó hơn. Đấy, nó khó hơn chỗ đấy. Nên lưỡi nhiều người, nhiều tuổi một tí nó hơi cứng hơn. Nó hơi khó một chút thôi. Dạ. Ok, cả lớp tự đọc lại nào. Tự đọc lại. Get. Get. Late. Hate. Late. Made. Potato. Hate. Late. Action. Paper. Later. Potato. Preparation.
Nation. Late. Reparation. Get. Paper. Eight. Late. Eight. Đọc từ cuối cùng nào. À, em ạ. À. Đọc cái từ cuối cùng nào, cả lớp đọc. Preparation. Đấy, tốt rồi, chuẩn rồi đấy. Preparation. Rồi, chính xác rồi. Later. Rồi, very good. Potato. Potato. Nation. Preparation. Late. Very good, rất tốt rồi đấy. Các bạn đọc được ổn rồi đấy. Thấy ngon rồi đấy. Có học nó phải có khác đúng không? Yes. Rồi, đây âm này, còn nhớ âm này không? Ờ. Ờ thì miệng bình thường nên chữ u chụp lại đúng không? Và âm này mới học nha. Rồi, cả lớp còn nhớ đây đọc âm này không? Tự đọc con nào. Ờ. Đúng rồi, làm đi. Ờ. Tốt, đấy, học tốt đấy. Một số bạn đã học tốt đấy. Ờ. Tốt. Cái của Hồng Ngân học tốt. Ờ. Còn bạn nào đó bật mic lên cô nghe nào. Ờ. Ờ. Tốt. Của Thanh của Thanh Thủy là phải chậm hơn tí nữa, không nhanh được. Chậm hơn đi nữa. Đấy. Đấy, âm nó phải từ từ chứ âm này không nhanh được đâu. Âm này nó là dài hơn, dài hơn âm đôi Việt Nam mà, đúng không? Và sao thì miệng cô làm lại này. Miệng rộng ra xong nào chụp lại này. Đấy, chỗ u thì chụp vào. Nó sâu như thế phải âu thôi nhá. À, từ đọc tuổi đọc âu là hỏng. Đấy, đấy nó sâu như thế. Đây, đọc từ thử nha. Đây, không đọc là hôm. Bây giờ phải ôm ô mà hôm. Tiếng Anh chẳng ôm nào là ôm ô hết. Bây giờ đọc là hờm. Âu và mờ lại. Đúng không? Mí môi. Còn nhớ không? Hờm. Nó chỉ có một chút âm chữ ừm thôi. Hờm. Đấy, chứ phải là hôm. Được chưa? Hờm. Cái lửa không khom không khăm mà là kerm. Tí cái môi lại ầm ầm một tí nhá. Kerm. Kerm. Rồi. Tiếp theo thụt cái lưỡi lại chữ g trong cái chữ u chụm lại nhá. Go. Go. Lưỡi lại này. Go. Go. Rồi tiếp theo ạ. A girl. A girl. A girl. Rồi, tiếp theo này. Cold. 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 Rồi, mosquito. Mosquito. Very good. Mosquito. Mosquito. Rồi, chính xác con muỗi đấy. Con đồng mốt mới đầu rồi nhá. Được chưa? Mấy các bạn hay đọc thế lắm. Các cô cấp 2, cấp 3 giảng thế. Mì ơi. Mers, mờ mì mua này. Mers. Mosquito. Rồi ví dụ tôi rất là lạnh, nói là tôi cảm thấy lạnh, không nói là I feel cold. Được chưa? Đọc là I feel cold. I feel cold. Cold. Đẩy chữ D vào trong. Cold. I feel cold. Đúng rồi đấy, chuẩn là chữ D và rất tốt, chính xác. Tiếp này, con đường không đọc road mà là road. 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 Tiếp này, wow, chụp cái môi lại nha, còn nhớ không? We đầu. We đầu. We đầu. We đầu. Tiếp bờ miếng môi lại nè. Bird. 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 Tiếp bạn, chụp môi lại nè. Win đầu. Win đầu. Rồi, nhớ nha, cái từ bà quả phụ chỉ đọc là we đầu. Còn cái cửa sổ đọc là win đầu. Window. Đọc lại nào, wow, chú môi lại nè. Window. Window. Đạt đọc đi. Window. Cái áo khoác này. Coat. 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 Rồi. Arrow. Arrow. Rồi. Arrow. Arrow. Rất tốt. Ok, very good. Lớp mình đọc tốt đấy chứ. Để cho tự đọc lại xem nó ổn chưa nào. Đấy, tự đọc đi. Cold. Tâu tí nữa, đừng chậm, chậm thôi, đừng nhanh quá. Đặt tay học. Chậm một tí nữa cho nó vào học sâu hơn đi.
Cold. Đúng rồi đấy. Cold. Cold. Tốt, good. Cold. Cold. Mosquito. 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 Cold. Window. Wind. Arrow. Cold. Bow. Arrow. Arrow. Road. Road. Around. Road. Home. 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 A goal. Mosquito. Window. Window. Arrow. Window. Arrow. Window. 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 Water. Mosquito. Window. Arrow. 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 Road. 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 Ta sang âm tiếp theo nha. Còn nhớ âm này không? Âm này cũng là âm gì? Học, đúng không? Tiếng Việt cũng có âm oi. Nhưng âm này phải dài hơn và sâu hơn hẳn, đúng không? Nào cả lớp tự đọc âm này xem nào. Tự đọc xem nào. Tròn miệng trước. Tròn miệng trước. Xong rồi mèo. Oi. Đúng rồi. Oi. Oi. Rồi, đặt tay học. Làm lại theo cô. Oi. 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 Rồi, xin mời vào từ bờ mím các cô lại. Boy. Boy. Bờ môi lên răng còn nhớ không? Môi lên răng này. Voice. Voice. Mét được cuối gì nữa ta nha. Môi lên môi răng chứ này. Voice. Voice. Các bạn, tờ đầu mũi lên chân răng ạ. Toy. Bờ mím cái môi lại, tê đầu lưỡi tê tăng, bật chữ tê ra nha. Đọc này. Horrid. Horrid. Thế là đồng xu này, ẩn ẩn ở cuối một chút nhá, hơi ẩn một chút chứ, ở cuối một chút ạ. Coin. Coin. Rồi, có hơi ẩn một chút ạ. Coin. Tiếp nha, không đọc deep choi đâu nha. Mà trọng âm nó không rơi vào deep đâu, mà không rơi ở đây mà đọc deep nhé. Mà trọng âm rơi vào choi này, thì chắc phải đọc this, this, rất nhẹ thôi. Destroy. 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 Rồi, giờ cong cái môi là còn nhớ âm âm gì không? Deep vịt không? Cong môi này. Đúng chưa? Đọc này. Joy. Joy. Cong môi là joy. 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 Em này enjoy. 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 Đấy, ví dụ tôi thích bóng đá. Tôi thích chơi bóng đá, không nói là I enjoy playing football đâu mà đọc là I enjoy playing football. I enjoy playing football. Playing kéo dài ra là playing football. Đấy. Sâu trong họng như thế. Được. Sao vào câu nó sẽ là như thế đấy. Rồi xin mời cả lớp tự đọc lại nào. Tự đọc lại. Boy. 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 Detroit. Enjoy. 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 Rất tốt. Âm học tốt đấy. Một số bạn âm học rất tốt. Boy. Dạy lần phẩn nhưng mà một số bạn âm học tốt hết đấy. Rồi, âm này còn nhớ đọc như nào không? Trụng trước đúng không? Mua mà. Tiếng Việt có mua mà, đúng không? Nhưng mà âm này không học nha. Mua. 100% học. Trụng vào và xòe ra bên hai bên. Đã từ đọc nào? Mua. Tay học, tay học. Mua. Làm đi. Mua. 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 Tập đi, tất cả các lớp cùng tập ạ. Mua. 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 Mua.
Rồi, cùng nhau tập theo cô ạ. Trụ vào trước này. Đấy, nó sâu như thế vào từ nhá. Rồi, tiếp theo ạ. Đùa. Đùa. Âm ua và ơ có ờ thì đọc nhá. Có r, vậy các bạn còn nhớ âm r không? Ở cuối một chữ đọc thì đọc, còn không đọc thì vứt đi. Nếu đọc thì nó là giọng của anh Mỹ, đúng không? Anh Mỹ nó sẽ thường đọc chữ r. Mà nếu nó đọc lên thì nó ờ ờ, đúng không? Nó ờ ờ ấy, đúng không? Vậy chúng ta nếu mà đọc âm r ấy thì chúng ta sẽ đọc là door. Bây giờ có âm ờ cuối một chút ạ. Door. Door. Có ờ cuối một chút ạ. Door. 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 Rồi. Tiếp theo là đây ạ. Đọc là tour. 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 À, chuyến du lịch đấy. Tour. Tiếp theo âm này cong môi lên nhá. Tít vịt đúng không? Cong môi này. Jewelry. 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 Cái này cho nó phải ăn này con. Jewelry. 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 Tiếp nào. Spur. 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 Rồi tiếp theo ạ. Tourist. 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 Tiếp ạ. Bờ mím cái môi lại một chút nhỉ. Lure. Lure. Đấy các bạn học xong các bạn nhớ được hết cách đọc của nó nhá. Ví dụ bờ là phải nhớ phải mím môi, được chưa ạ? Có âm r cuối bạn thích đọc thì đọc, đọc thì nó ờ ờ bên dưới này. Nó ờ ờ cuối này. Blue. Lure. Đấy có ờ cuối có nghĩa là phải đọc chữ r lên thôi. Là giọng Anh Mỹ. Được chưa? Tiếp theo không đọc từ này không đọc chua đâu nhưng mà đọc chua. Sau có ờ ờ cuối. Được chưa? Là đọc này. Chua. 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 Sure. Rồi tiếp theo bờ mím cô lại đọc nào. Pure. Pure. Đem u dài nhá. Pure. Pure. Tiếp này. Sure. 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 U trụng môi lại nhá. Tiếp ạ. Do. Do. Có ở cuối một chút ạ. Do. Do. Tiếp ạ. Sure. Sure. Rồi từ đúng này. Sure. Sure. Rồi, ok, tiếp ạ. Lure. Lure. Và blue. Blue. Rồi, đây hôm trước đã đến năm này đúng không? Rồi, cả lớp còn nhớ cách đọc của âm này không? Air. Air. Nào, air ừ á. Air. Air ừ là thành hai âm tiết mất rồi. Air. Air không thì nó là một âm tiết mất rồi. Nó chỉ là âm nguyên âm đơn thôi. E kéo dài. Đúng rồi, e kéo dài cái đuôi ra. Nào, làm thế nào kéo dài đuôi e ra? Kéo đi. Kéo đi. Rồi, chuẩn. Đây, âm này 50% họng thôi, chứ không cần phải ra tay họng đâu. E. E. Đấy, kéo đuôi chữ E ra. E. 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 Đấy, nó kéo dài đuôi chữ E thôi. Đây, vào từ từ con gấu, bạn không đọc là be. Đi chưa mà kéo dài này. Be. Bè. Đấy, chứ không phải bè đâu nhá. Được chưa? Tiếp theo nhá, cặp đôi này. Không đọc là pe mà kéo dài này. Pè. Pè. Cái ghế, bạn không đọc là tre. Không đọc tre. Được chưa? Mà kéo dài này. Cong môi môi lên nhá, âm trò hôn trộn. Chair. Chair. Giờ đấy, kéo dài ra, trò cong môi. Chair. Chair. Bố mẹ không đọc parent không? Được chưa? Parent bằng nhau là hỏng. Được chưa? Và âm e phải kéo dài này. Parents. Parents. Đi ở cuối. Parents. Parents. Bờ mím cái môi lại nhé. Parents. Parents. Các bạn. Đờ quay lưỡi trong một chút ạ. Dairy. 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 Chụp cái môi lại. Ủa chụp cái môi này. Where. Where. Rồi. Rồi tiếp bạn. Hair. Hair. Ở mím cái môi lại ạ. Hair. Hair. Rồi. Upstairs. Upstairs. Rồi, âm Z ở cuối nhá. Yeah. Âm E kéo dài ra một chút và Z cuối ạ. Upstairs. Upstairs.
upstairs là tầng trên. Yeah. Downstairs tầng dưới. Yeah. Okay. Tiếp này đọc nha. Pre rất nhẹ. Pờ bí môi lại là prepare. Prepare. Yeah. Đọc prepare luôn nha. Đọc thấy chết. Yeah. Prepare. Bí môi này. Prepare. Prepare. Đấy, bí môi lại nó ra hơi đúng không? Prepare. Prepare. Pờ môi lên răng này. Có nhớ không? Fairy. Fairy. Đúng không? Fairy. Đấy nha, học ôn với cô là cô còn nhắc lại từng phần phụ âm một, các bạn mím môi hay là môi răng hay như nào đấy nha. Nên nếu các bạn về nhà tự tập hay là các bạn phải làm đúng nha, đừng có lại cứ làm theo cách của mình thì những cái âm cũ bạn học nó vứt hết đi, được chưa? Nên tất cả những âm bờ là phải mím môi, bờ là phải mím môi, trời cong cái môi lên đúng không, đờ quay đầu lưỡi vào trong đúng không, đấy z là... nhớ chưa, phờ môi lên răng, nhớ chưa? Bây giờ làm đi, âm chuẩn như thế luôn nhé. Làm chuẩn như gì cô hướng dẫn? Upstairs. Đọc tốt phết thế. Hair. Ổn phết rồi đấy. Đây. Chỉ có một chút là chúng ta thấy phát âm chúng ta khác hẳn rồi đúng không? iPhone được vào là ai đấy, bật camera lên. Hair. iPhone được vào là ai ạ? Hair. iPhone bật camera lên ạ. À. Tên là gì ạ? Bật mic lên trả lời cô. Fair. Cô gọi cho ra nhá. Prepare. iPhone không nói gì, cô gọi cho ra. Prepare. Nào đã bảo muộn, tên không có, lại camera không thấy đâu. Sao ra ngoài cho nó sẽ. Trinh bật camera lên. Rồi, sang âm tiếp theo nhá. Đây, âm này đóng trước cho học à, đúng không? Ear. Ừ. Rồi. Tiếng Việt có mi ear không? Tiếng Việt có mi ear không ạ? Có. Có đúng không? Tiên nắng đúng không? Vậy âm ear của tiếng Anh nó làm thế nào? Nó như thế nào? Ear. Dài hơn âm ear của Việt Nam và sâu hơn. Dài hơn và sâu hơn, đúng không? Rồi vậy làm thế nào để nó dài hơn và sâu hơn? Thử làm thế nào? Ear. Làm đi. Làm nào để nó dài hơn và sâu hơn. Ear. 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 Có gì khó đâu. Yeah. Làm nha. Yeah. Xin mời vào từ này. Tiếng Việt mình là bia đúng không? Tiếng Việt mình là bia. À, I like drinking beer nào. Được chưa? Không đọc bia mà là gì? Beer. Beer. Đấy. Beer. Yeah. Tài và nó sâu, nó khác hẳn với bia. Đúng không? Yeah. Đấy, mà đọc này. Yeah. I love drinking beer.
Đấy, đọc thế. I like drinking beer. Đúng hết. Đúng không? Từ này thấy rõ ràng không? Bởi vì nó cùng âm với tiếng Việt của mình luôn mà. Đúng không? Nhưng mà nó phát âm khác nhau. Đúng không? Nào, mí môi lại chữ bờ này. Beer. Beer. N quay nữa ở trong này. Near. Near. Cắt thả chữ thả hơi cho một tí. Here. Here. Tiếp này âm này. E kéo dài vào rear. Kéo dài bởi hai âm đôi. Đúng chưa? Đọc này. Area. Area. Đấy, e kéo dài và rear cũng kéo dài, đúng chưa? Area. Area. Chứ đọc area thôi, ai area đâu? Area là chữ âm e không thôi. Nó kéo dài chữ e ra này. Area. Area. Đấy, ok. Tiếp này. Con gấu đúng không? Con gấu này. Bear. Bear. Hơi mí môi lại. Bear. Bear. Rồi. Nếu động từ ấy, nếu là động từ thì nó có nghĩa là gì? Động từ thì nó có nghĩa là bear, đọc là bear. Động từ nó có nghĩa là chịu đựng. Thì ạ, động từ nó nghĩa là chịu đựng. Mà đọc là từ này, bear. 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 Rồi. Tiếp theo này. Bờ mí môi lại này. Bear. Here. 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 Rồi, tiếp cho cô nha, từ nước mắt. Danh từ nước mắt ấy, thì nó sẽ đọc là tear. Tear. Kéo dài bia ra tear. Tear. Thế còn nếu mà động từ nhá, các bạn để ý từ này nó hai loại từ. Động từ nó nghĩa là xé rách. Thì động từ xé rách nó sẽ đọc là tear. 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 Ví dụ nha, có một giọt nước mắt ở trên má của tôi sẽ là đọc là there a tear on my cheeks. Yeah. Thế còn lại nếu nói là tôi xé rách mảnh vải này thì sẽ phải nói là gì? I tear this glove. I tear this glove. Vậy là tôi xé rách mảnh vải này. Yeah. Ok. Đấy gọi là tear. Động từ thì đọc là tear. Danh từ đọc là tear. Tương tự như thế chúng ta có từ gì ạ? Con gấu này. Danh từ thì đọc là, danh từ con gấu thì đọc là bear. Nhưng nếu động từ thì nó có nghĩa là chịu đựng. Thì động từ phải đọc là bear. Thôi. Tôi không thể chịu đựng được anh ta. Thì phải đọc là I can't bear him. Chứ không nói I can't bear, bear thì con gấu mất rồi. Đúng không? Nếu là động từ phải đọc đúng loại động từ nó là đọc là I can't bear him. Được chưa? Còn nó là một con gấu rất là đáng yêu thì mình phải nói là it's a lovely bear. It's a lovely bear. Được chưa? Yeah. Con gấu thì đọc như thế. Được chưa? Ok. Tiếp theo các bạn đọc theo cô cùng từ người Ý nha. Người Ý hoặc là tiếng Ý nha. Đọc này. Cha bè miệng hai bên. Italian. Italian. Âm ear này nó phải nối liền với nhau nha. Được chưa? Italian. Italian. Tiếp quốc tịch Canada nha. Đọc này. Canadian. Canadian. Nó phải nối lại với nhau, không đọc là Dian đâu nhá. Được chưa? Bởi vì âm này nó làm đôi, nó nối với nhau. Chờ. Canadian. Canadian. Tiếp này, giò nhớ, giò cong môi, jean nhá. Xong rồi, near. Kéo dài ra âm ear ra. Đọc này. Engineer. 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 Rồi, tiếp theo này. Âm ear là dài và nhận trọng âm nhá. Career. 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 Rồi, tiếp theo. Xin mời sang âm tiếp theo. Âm này dài hơn và sâu hơn hẳn âm I của Việt Nam. Dài hơn và sâu hơn hẳn âm I của Việt Nam. Đấy, ghi như thế. Mà. By I. Chà. Rồi, làm thế nào để nó dài hơn và sâu hơn hẳn nào? Nào bây giờ cả lớp cứ tự đọc xem nào. Làm thế nào để dài hơn và sâu hơn hẳn? I. Làm đi. I. Đúng rồi, tốt, học tốt đấy. Đấy.
Đấy rồi, cô chưa làm các bạn đã làm tốt thế gì nữa. Đúng không? Đấy nha, chưa dậy nha. Đấy, tự làm được rồi, đúng không? Thực ra cô chỉ bảo vất là các bạn biết làm mà, bây giờ học những một số bạn học có rồi mà. Học có rồi cứ thế mà làm thôi. Duy trì nha, những bạn nào có học như thế rồi cứ duy trì, chỉ có tập vào từ như thế. Sau đấy cấp độ câu các bạn cũng duy trì được như vậy thì có nghĩa là bạn thành công rồi. Là bạn thành công được cái voice học. Nếu bạn nói tiếng Anh cái giọng bạn nó sẽ trầm ấm. Được chưa? Và trong này tiếng Việt là tự có đấy. Bạn nói được tiếng Anh thì tiếng Việt tự có mà. Đúng không? Đây. Và ra đàm ai còn nhớ bắt đầu từ âm A đúng không? A thì lưỡi thẳng ra. Đúng không? Miệng nó rộng ra. Lưỡi thẳng vậy. Miệng tao sẽ rộng này. R. Thế chứ y lưỡi đảo lên một tí. Được chưa? Nhưng mà quan sát cái xuất phát miệng của cô làm rất chậm. Các bạn nhìn thấy cái lưỡi của nó đi nhá. Đấy. R. Rồi, lưỡi của nó đi từ dưới của nó đi lên mà. Ai. Là uống một cái thuốc lá. Ai. 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 Rồi, very good, rất tốt. Rồi. Giờ vào từ nha. Đấy, lên lớp mình làm tốt lắm. Học nhiều nó sắp rơi khóa học rồi cô. Thì đấy là em chưa quen. Một số bạn quen rồi thì bạn sẽ thấy bình thường. Nhưng em chưa quen thì bây giờ nó sẽ vướng nó hơi khó chịu. Hiểu không ạ? Chưa quen thì bây giờ mình mới mở thì nó sẽ hơi khó chịu. Cố gắng. Nó chỉ dừng qua giai đoạn đầu thôi. Là nó hơi khó chịu, sau quen rồi thì nó là bình thường. Được chưa? Đây bình thường bờ mình môi lại này. Không đọc bài nhá. Được chưa? Mà sâu này. Bài. Bài. Đấy. Em này. Hard. Hard. Các bạn. Blight. 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 Hard. Blight. 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 Nhanh lên, cố gắng lên. Rồi, cả lớp đọc tiếp cho cô nha. Blight. Blight. Ngồi lại này. Blight. Blight. Phở môi lên tăng này. Dạ. Fly. Blight. Tiếp ạ. Blight. T đầu đấy chúng ta phải bật ra nhá. Kite. 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 Like. Kite. Like. Nice, nice. Rồi tiếp nhá. À, đọc lại này. Like, like. Cờ bật ra nha. Tiếp ạ. Âm s ở cuối nhá. Slice, 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 slice. Đặt tay vào họng nó sẽ sâu hơn. N quay đầu lưỡi vào trong và âm s ở cuối ạ. Nice, nice. Đấy mình không đọc là it's very nice, không đọc thế ạ, mà đọc là it's very nice. Yeah, đọc thế ạ. It's very nice. Very nice. Yeah. Để nó sâu trong họng và xì ra như thế, đúng không? Chuẩn chuẩn thế. Tiếp ạ. Try. 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 Đấy, ví dụ tôi sẽ cố gắng hết sức, không phải là I will try my best được, mà nó là I will try my best. Try. Đấy, nó sâu trong họng mà. I will try my best. Đấy, my best thì nó lại 5% thôi. Nhưng try nó sâu trong. I will try my best. Đấy, ok. Dạ. Tiếp ạ. Bờ mím cô lại, cờ bật lưỡi ra nhẹ, đợt hơi ra nha. Bike. 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 Tôi thích đi xe đạp, mình không nói là I like riding a bike. Được chưa? Mà nói là I like riding a bike. Đấy, đọc thế. I like riding a bike. Đấy. Like riding a bike. Rồi, cùng nhau đọc lại những âm này một lượt nha. Bờ mím môi này. Bye. Bye. Hát cho ra hơi một tí thôi. Hi. Hi. Bờ mím cái môi lại, đờ đầu lưỡi chân răng quay lại, quay được vào trong. Được chưa? Đọc nha. Blight. Blight. Ép môi lên răng. Fly. Fly. Các bạn. Kite. Kite. Tốt. Lờ đầu lưỡi chân răng, ca bật ra nhá. Like. Like. S ở cuối. Slice. Nice. Nice. N quay đầu lưỡi vào trong. Nice. Nice. Char. Char. Bờ mím cô lại. Bike. Bike. Rồi, very good. Lớp tự đọc đi. Bike.
hard, light, like, nice, strong, bike, by, high, light, by, high, like, slide, nice, try, bike, bike, nice, bike, try, bike. Hương đâu, Hương có đọc không đấy? Bật cam lên. Cứ dình dình tắt cam. Đấy chưa? Thế ổn chưa? Còn thế gì nữa? Thế trong này là chúng ta hết được phần nguyên âm rồi đấy. Hết 3 phần quan trọng rồi đấy. Hết rồi đâu nữa? Hết rồi. Còn âm nữa. Còn âm nữa, âm số 21. Không có trong slide. Cô dạy âm 21. Đây, âm 21 là âm này. Âm gì nhỉ? Đây, đây, đây. Nó không được ghi nhận bảng nguyên âm quốc tế đâu, nhưng mà nó vẫn dùng. Và cái này nó được dùng như một nguyên âm đôi nhá. Đây. Đấy, âm số 21 đấy. Âm số 21. Đấy, bạn cô đang đi đủ rác. Hai túi rác to đúng. Nó đang kêu nặng quá vậy ạ. Nó thật thật đấy, bây giờ quẻn mẹ. Ui, bạn, nó ngày nào nó chỉ chơi 2-3 tiếng. Nói thế thôi chứ nó chơi nhiều lắm. Ngày nào 2-3 tiếng. Bài đấy. Chân tay nó cứng lắm ấy, sờ chân tay nó cứng. Ơi, sâu tắt luôn, người nó cũng thế. Sờ thịt nó nặng lắm. Đấy, mới lớp 2. Tại vì nó tập võ từ lúc 4 tuổi, hơn 4 tuổi mà. Bóng đá, bóng rổ, chơi đủ các trò. Chạy như mầm như trâu, khỏe lắm. Học nhanh lắm, làm dòng dòng học tí, làm nhanh. Cô thấy thật nhiều cô học đi chơi ấy. Chứ thấy mà các bạn cứ ở bận lắm với lại gì bạn là cô giao hết nhá. Bài tập trên lớp làm nhèo mới xong rồi á, nó làm hết cả mấy học thêm 3 lớp, làm hết sạch cả mấy quyển rồi, quyển lớp 1 đến 2 làm sạch, lớp 3 đến 4 làm sạch, lớp 5 đến 6 nó làm sạch hết rồi, nó làm hết luôn ấy. Bây giờ không còn bài tập mà giao nữa, cho nó chơi. Mấy nữa phải đi in quyển nữa, in quyển lớp 4 đến lớp 5, quyển lớp 4 đến lớp 5 nó chưa làm nào để in giáo trình cho nó làm tiếp. Không bao giờ được cả con gì để cho nó làm nữa, đi chơi. Đấy mà nha, hàng ngày nha, sáng ăn trưa rửa bát, tối rửa bát, xong thì đi đổ rác, nhà là tự dọn. Thế mà nó vẫn có thời gian 3-4 tiếng nó chơi, chả hiểu các bạn học kiểu gì thì không biết. Bố mẹ cứ bảo con nhà em bây giờ lên lớp 2 rồi, năm nay nó bận lắm, nó gì nhiều bài tập lắm mới chả hiểu. Thế sao thì cô cũng đi học mà. Đúng không? Thế mà ngày nào nó hiểu cái kia nó chơi 3-4 tiếng ít gì đâu. Đấy. Chả biết các bạn bố mẹ có vất vả chỗ nào thì cô chả biết, nhưng thằng cô cứ thế, học cô chả bảo gì. Chỉ nhắc thôi, nhắc là học thôi. Xong cho đi chơi, thế là mới làm. Nhưng mà nó làm nhanh à, nhằng cái xong. Nuôi con thế nhỉ. Yeah. Thế mới sướng. Nuôi này cứ hết ngày là phải kè kè bên cạnh chết. Đủ xong rồi à? Tốt, yeah. Good. Tự tắm, tự rửa. Ít nữa rèn cho tự làm quần áo nữa. Tự biết phơi quần áo rồi đấy. Quần áo lúc nào mẹ bận là đi phơi quần áo rồi đấy. Cô chăm dấu tây thành ra nó tự lập. Đấy, đấy, đấy. Rồi về xong rửa bát xong rồi đi đổ rác rồi. Con giờ con làm bài tập đây. Đấy, mẹ cứ dậy thôi. Đấy, sướng thế. Rồi, hôm nay nhá. Cái nào chú làm thì làm. Bây giờ mở tiếng Việt á. Có muốn tiếng Việt mà làm. Đây, âm này đúng không? Bắt đầu âm gì, còn nhớ âm gì như nào không? Còn nhớ âm gì không? Khoe răng đúng không? Đó, yes, yes, đúng chưa? Còn âm u như nào còn nhớ không? Đúng không? Nó ghép bởi một thằng phụ âm và một thằng nguyên âm. Đúng chưa? Nhưng mà gì ạ? Âm này sẽ được coi như là nguyên âm đôi. Cái mặc dù nó ghép bởi phụ âm kệ, nó không cần biết. Nhưng nó sẽ được coi như một nguyên âm đôi. Dạ. Yeah. Listen, listen. Đây ạ, à, bắt đầu nhá. Bắt đầu khẩu miệng của âm này là bè sang bên, sang trụ, bè sang bên, trụ, được chưa? Và nhớ âm này cũng kéo dài gấp đôi gì, cũng kéo dài gấp đôi nguyên âm đơn. Có nghĩa là gì ạ? À? Tiếng Việt là âm yêu đúng không? Thì tiếng Anh âm này của âm này nó phải kéo dài hơn và sâu hơn hẳn với âm này em học, đúng chưa? Làm này, quan sát cô làm nha. Đây,
tắt cái này đi cho các bạn nhìn nó rõ này. Đấy, bé hai bên này. You. You. Bé hai bên trong đầu trụ lại. You. 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 Đấy. You. Mười zoom đâu. You. Mười zoom. Đây, đây, cần quan sát là nghe lại. You. 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 Ổn chưa? Đấy, nó chỉ có thế thôi. Bạn đọc không cẩn thận nó ra chữ yêu hoặc diu, đúng chưa? Nên phải chuẩn mình miệng, chuẩn cối miệng nó mới không ra diu, đúng chưa đây? Bé bên này. You. 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 Đấy, này, nhìn thấy chưa? Khoe răng à? You. You. Đấy. You. You. Được chưa? Bây giờ thử vào từ nhá. Đấy, nó đọc như thế đấy ạ. Vậy nó sẽ không đọc từ 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 đây này. Bạn này này không đọc là yêu nhưng không đọc diu nhưng mà đọc là gì? You. Được chưa? Ví dụ nha, sau này vào từ ấy, đọc là I love you. Yeah. Hoặc là từ âm you này thì thông thường ấy, nó sẽ được nó nằm trong từ. Ví dụ chúng ta có từ là đâu nhỉ? Chữa trị ấy. Đây. Ít từ nào? Đây, nó sẽ được phiên âm như này. Đấy, còn chữ R đọc thì đọc, không đọc thì thôi. Được chưa? Đấy, nó đọc là cure. Cure. Đấy. Cure. Kill. 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 Hoặc là chúng ta có từ đây, sinh viên đúng không? Đúng chưa? Thì still đây, nó sẽ đọc như này này. Yeah, student. Được chưa? Student. Được chưa? Đọc này. Chọc âm dây đầu. Still. Đấy thêm u không? Still. Student. 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 Chúng ta có từ giáo dục nha. Education. Một số khu vực nó đọc là education. Education. Nhưng thông thường thói quen thì người ta học là hay đọc là e này. Dear. Nhiều hơn là edu. Được chưa? Education. Yeah, ok. Test buổi tức là bài học tiếp theo là chúng ta sẽ có cái phần luyến âm như thế này. À sorry, có phần viết phiên âm này, các bạn sẽ tự nhận diện hết âm này là âm gì, âm này là âm gì. Yeah, sau học các bạn sẽ tự phiên âm được. Đọc nhá. Education. 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 Đúng rồi. Education. Education. Đấy, không đọc điêu nhưng mà nó là du. Đấy, nó sâu trong họng như thế. Nó trụ môi lại. Du. Education. Rồi, tiếp này. Cure. Student. 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 Rồi, ok. Thế là hôm nay chúng ta đã hoàn thành hết tất cả gì ạ? À? Nguyên âm và phụ âm rồi, đúng không? Chúng ta xong phần phụ âm này, 2 năm phụ âm đã xong này. Thứ nhất đã xong. Phần số 2 chúng ta đã xong, đó là phần nguyên âm này. Nguyên âm của chúng ta 21 âm đã xong này. Được chưa? Cái này là một nửa từ đúng không? Cái phụ âm này là 25 âm đúng không? Và được một nửa từ xong rồi đúng không? Và chúng ta đã sang mục số 3 xong rồi là cái mũ xong rồi đúng không? Cái mũ là trọng âm đúng chưa? Còn nhớ không? Trọng âm học rồi mà. Trọng âm xong rồi này. Là cái mũ này. Và số 4 chúng ta xong đó là gì? Họng đúng không? Voice practice họng xong rồi đúng không? Cái đế của từ đúng không? Và bây giờ tất cả nhiệm vụ này chúng ta chỉ còn mỗi phần đó đánh vần. Còn mỗi phần đó là đánh vần, cô viết tay nó xấu nhỉ? Tại vì nó không phải bút tay cô viết, được chưa? Đánh vần. Chúng ta còn mỗi phần cuối cùng nữa là xong. Nhiệm vụ ta xong phần 3 ra 1 rồi.
Phát âm 1 mới là cái khó. Cứ phát âm 2 học rất dễ. Phát âm 2 chỉ có vào câu thôi. Vào câu vào thêm phần trọng âm này của câu này, luyến âm này, ngữ điệu của câu này, thế thôi. Và giữ được học vào câu. Đấy, cái 2 học dễ. Nhưng cái 1 này này là học vất vả với nhau lắm. Còn phần đánh vần này để giúp chúng ta nhận diện được đánh vần phiên âm. Tức là chúng ta phải biết là cái từ đấy được phiên âm như nào, nếu không phải đi tra từ điển mệt lắm, đúng không? Đi tra từ điển nó mệt đấy. À, được cái phần đánh vần này nữa thì cũng là hoàn thành trong cái một đi với nhau nhanh lâu thôi, chứ còn thực ra cái chương trình 2 ấy, thực ra nếu cái chương trình 2 cô đi nhanh chỉ có tầm khoảng 4-5 buổi là xong. Cái level 2 ấy chỉ còn 4-5 buổi thôi, 5 buổi cho thoải mái. 5 buổi là thoải mái. Cho 5 buổi sạch. À, level 2 ấy nó chỉ thế thôi. Nhưng mà cái đánh vần này nó cũng phải mất đâu đó tầm khoảng 3 buổi đấy. Cái đánh vần này phải mất khoảng 3 buổi đấy. Đấy, cái đánh vần nó lâu không? Đấy, nó tầm khoảng 3 buổi. Đấy, còn lại level 2 thì chỉ mất tầm khoảng 5 buổi nữa. Tổng cộng nó rơi tầm 8 buổi là xong. Hết sạch phát âm. Hoặc là vĩnh biệt phát âm là ngon rồi. Còn cái level 2 mà học mấy bài hát thì học cô sẽ dạy cho lớp mấy bài hát. Hát tiếng Anh. 30 phút cô dạy cho lớp quy trình 30 phút hát tiếng Anh âm ầm, bài nào hát được. Tức là nếu các bạn học xong đến hết phát âm 2 nhá, bài nào tiếng Anh bạn học được, 30 phút sau cầm mic các hát karaoke được bình thường. Bài nào cũng hát được. Nếu học xong phát âm rồi. Thì cô dạy quy trình, các bạn có quy trình các anh cứ thế mà làm, bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, cứ thế mà làm, cứ thế mà làm. Thì các bạn thấy rằng là bạn cứ tập cái phần phát âm ấy. À tập cái phần hát karaoke ấy. Voice bạn nó sẽ tự hay mà. Voice nó sẽ tự có, khoa học sẽ tự có. Được yeah. Chưa? Đấy. Đây cô dạy rất chậm, lớp này thực ra cô dạy chậm bởi vì các bạn về nhà các bạn học đâu. Nên là cô phải đi chậm cực kỳ luôn. Thực ra cô đi thay các bạn ấy. Bởi vì về nhà các bạn không ôn nên là cô mỗi lần lên là cô phải ôn kỹ này. Ôn không kỹ các bạn quên hết. Nhưng nếu bạn về nhà tập rồi thì hôm nay cô chỉ lướt qua phát là cô dạy tiếp bài tiếp theo nó nhanh nào. Nhưng mà tại vì lớp viễn phí mà. Thế nên là phải dạy kiểu này. Và chậm chậm kiểu này. Được chưa? Ok. Rồi, xin chào cả lớp. Cô còn có ca tiếp theo. Thank you, teacher. Nhớ là mình học số 6 nha. Goodbye, see you. Yes. Goodbye.